ngày 25 tháng 8 phiên tòa xét xử vụ án cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương và 27 bị cáo làm thất thoát gần 6.000 tỷ đồng chính thức diễn ra. Đây là vụ án phức tạp liên quan tới quản lý sử dụng tài sản của nhà nước với nhiều bị cáo và hồ sơ. Vì vậy dự kiến phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong 20 ngày. Với hàng loạt các hành vi biết sai nhưng vẫn giao đất, bị cáo Trần Văn Nam sinh năm 1963, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương, bị cáo Trần Thanh Liêm sinh năm 1962, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và 20 bị cáo liên quan bị truy tố tội, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa và phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày, kể cả thứ Bảy Chủ nhật. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Bên cạnh đó, hàng loạt các bị cáo từng là xếp to chủ tịch trong các công ty liên quan cũng phải ra hầu tòa về tội tham mô tài sản. Trong vụ án này, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội xác định bị hại là tổng công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương. Tổng số luật sư bảo chữa lên tới 53 người. Theo cáo trạng truy tố, năm 2012 bị cáo Trần Văn Nam là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, bị cáo này đã ký quyết định giao khu đất 43 ha và 115 ha cho tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên các bị cáo từng là lãnh đạo cục thuế và cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu đề xuất áp dụng đơn giá từ 2006 để thu tiền sử dụng đất đối với tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Trong đó, bị cáo Trần Văn Nam bị cáo buộc biết sai nhưng vẫn giao đất, dẫn đến thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 761 tỷ đồng cũng theo cáo trạng, trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương và đồng phạm đã hô biến 188 ha gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền đặc biệt lớn hơn 5015 tỷ đồng. Trong vụ án này, cựu bí thư Trần Văn Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật về đất đai, doanh nghiệp cùng các văn bản liên quan trong việc cho Tổng công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương được nhận đất nhà nước rồi chuyển cho tư nhân. Viện Kiểm sát cũng cáo buộc cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cùng các bị can thuộc Sở Tài chính Bình Dương đã làm trái quy định pháp luật khi không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất đối với khu 145 ha trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp sẽ đến gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn hơn 4.030 tỷ đồng. Với 28 bị cáo số tiền thất thoát gần 6.000 tỷ, quy tụ năm ba luật sư, phiên tòa xét xử cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày. Đây là vụ án phức tạp liên quan đến nhiều bộ ban ngành tỉnh Bình Dương, vì thế nhận được nhiều sự quan tâm, dư luận đang chờ xem với các tội danh cáo trạng nêu, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương và 27 bị cáo sẽ bị tuyên án như thế nào.